tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý về căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Mới đây, truyền hình Nga đã làm rõ thực hư những tuyên bố khẳng định Moscow có thể chiếm Kiev trong 3 ngày. Trong khi đó, một cựu sĩ quan Tổng cục An ninh Liên bang Nga gọi quân đội của Tổng thống Putin là những chú hề không biết chiến đấu. Lý do là gì? Ở Ukraine, lữ đoàn bão Spartan của Ukraine tập huấn ở Kharkiv chuẩn bị cho cuộc phản công. Các tin tức quốc tế chính yếu khác. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức công bố tái đắc cử vào tuần tới. Triều Tiên cáo buộc G7 can thiệp nội bộ. Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn 3 ngày ở Sudan nhân ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. WHO khai trương trung tâm vaccine công nghệ mRNA đầu tiên ở châu Phi. Chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực lai hiếm gặp. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay, ngày 21 tháng 4. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, theo trang tin Newsweek, một khách mời của truyền hình nhà nước Nga mới đây đã bác bỏ tuyên bố trước đây của các chuyên gia và quan chức Nga về việc có thể kiểm soát Kiev trong vòng 3 ngày. Trong một video được đăng trên Twitter bởi cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko, một khách mời trên truyền hình Nga đã bình luận về tuyên bố của Nga rằng sẽ chiếm Kiev trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Trong đoạn clip được đăng tải, khách mời này cho biết, bất kể Ukraine thảo luận như thế nào, chúng ta đều có thể phủ nhận ngay tại đây nếu điều này không đúng. Ví dụ, trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, ai là người đã nói rằng Nga sẽ chiếm Kiev trong 3 ngày? Chúng ta chưa bao giờ nói điều này. Tuy nhiên, ông Gerashenko đã tổng hợp một số đoạn clip được thêm vào cùng video mà ông đăng tải, cho thấy một số chuyên gia và nhà phân tích người Nga nói rằng Kiev sẽ nhanh chóng rơi vào tay Nga. Chuyên gia truyền hình nhà nước Nga, ông Yulia Vyazheva, gần đây đã phủ nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chiếm Kiev trong 3 ngày và nói rằng nếu ông ấy muốn làm điều đó thì Nga đã có thể làm được. Trong khi đó, cựu sĩ quan Tổng cục An ninh Liên bang Nga, ông Igor Gikin mới đây tiếp tục lên tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và quân đội Moscow vì những thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Gikin từng là người đóng vai trò quan trọng trong vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Những lời chỉ trích của ông được đưa ra giữa lúc nhiều dự đoán cho rằng cả Nga và Ukraine đều đang rục rịch chuẩn bị chiến dịch mùa xuân. Trên Telegram, ông Gikin đã viết rằng, chiến tranh là khi hai quốc gia đều có tranh, nhưng chúng tôi không có chuyện đó, vì chúng tôi có một rạp xiếc đẫm máu với những chú hề mặc quân phục và cả không mặc quân phục. Họ thậm chí còn không biết cách chiến đấu và không quyết tâm tuyên chiến với đối thủ. Đầu tuần này, ông Gikin đã chính thức ra mắt câu lạc bộ Những Người Yêu Nước Giận Dữ. Trong đó, các thành viên chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận không đúng của chính quyền Nga đối với cuộc chiến ở Ukraine. Tuyên ngôn của câu lạc bộ này cho rằng cơ hội giành chiến thắng trước Ukraine mà không đổ máu đã bị bỏ lỡ năm 2014 khi chính quyền Moscow ký thỏa thuận Minsk. Hoạt động quân sự đặc biệt của ông Putin vào năm 2022 đã kéo nước Nga vào một cuộc chiến tiêu hao. Ngoài ra, ông Gikin còn chỉ trích quân đội Nga về sự kém cỏi trên chiến trường. Ông cho rằng quân đội Nga đã sai lầm khi không hiểu rằng đối với năm đầu tiên của cuộc chiến thì vấn đề vũ khí là rất quan trọng. Ở Ukraine, hôm 20 tháng 4, các tân binh gia nhập vào lữ đoàn bão Spartan của Ukraine đã tham gia buổi huấn luyện bắn mục tiêu và sơ cứu trên chiến trường tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Kharkiv của Ukraine. Spartan là một trong những lữ đoàn tấn công mới với tổng số 40.000 binh sĩ. Ukraine muốn sử dụng những lữ đoàn này trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tân binh Vadim cho biết, Ukraine phải tiến hành phản công và đẩy quân Nga ra khỏi đây. Tôi mong mọi người hiểu rằng, càng nỗ lực chống lại Nga, nguồn nhân lực của họ sẽ ngày càng cạn kiệt. Đó là lý do vì sao tôi tham gia. Đồng thời cho biết thêm rằng, anh chưa từng có kinh nghiệm quân sự. Các lữ đoàn mới do Bộ Nội vụ lập ra sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy được hỗ trợ bởi các xe tăng chiến đấu mới của phương Tây, cũng như hàng nghìn binh sĩ mới được huấn luyện bởi quân đội đồng minh.
sẽ mất tới 4 tháng để đào tạo những thường dân không có kinh nghiệm, nhưng những cựu sĩ quan cảnh sát hoặc binh lính có thể được đào tạo trong 2 tháng. Người lính có biệt danh Adolf nói, huấn luyện rất phức tạp. Quá trình này bao gồm sơ cứu, triển khai chiến thuật, diễn tập bắn súng. Chúng tôi hiểu rằng để giành chiến thắng, chúng tôi phải mạnh mẽ, biết cách chữa cháy và sơ cứu y tế để tránh những tổn thất mà chúng tôi đã từng gặp phải trước đây. Các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Theo thông tin từ tờ Financial Times mới đây, tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Bắc Kinh đã không đồng ý với yêu cầu cung cấp vũ khí cho công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga vào đầu năm 2023. Theo báo cáo của Financial Times, điều này được chứng minh bằng các tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Theo một trong những tài liệu được công bố của Lầu Năm Góc, các đại diện của nhóm lính đánh thuê do ông Yevgeny Prigozhin lãnh đạo đã tìm kiếm vũ khí và thiết bị từ Trung Quốc vào đầu năm 2023. Nhưng theo thông tin tình báo chưa từng có trước đây, Trung Quốc đã không gửi cho Wagner bất kỳ vũ khí nào, kể cả vũ khí thử nghiệm, cũng như không liên hệ với Wagner về việc giao vũ khí. Các tài liệu mật rò rỉ của Lầu Năm Góc cũng đề cập đến việc Wagner mua vũ khí từ các đồng minh khác như Belarus và Syria. Theo tài liệu, Belarus đã giao 50% số vũ khí đã hứa vào đầu tháng 1 cho Wagner và đề nghị gửi cho Wagner 300.000 viên đạn súng phóng lựu POG-17. Wagner cũng đã mua 6 súng phóng lựu SPG-9 và 180 quả lựu đạn ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm 20 tháng 4 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại Havana. Tại đây, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã cảm ơn Cuba vì sự hỗ trợ của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga và Cuba đã thảo luận về các vấn đề song phương nhằm thúc đẩy hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước. Ngoại trưởng Lavrov dự kiến có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vào chiều cùng ngày. Cuba là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến thăm Mỹ Latin kéo dài 5 ngày của ông Lavrov sau Brazil, Venezuela và Nicaragua. Nga, quốc gia đang hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đang tìm cách tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với các nước khác nhằm chống lại quyền bá chủ của Mỹ. Trong khi đó, Cuba, quốc gia bị Mỹ cấm vận kinh tế kể từ sau cuộc cách mạng do lãnh tụ Fidel Castro, lãnh đạo năm 1959, đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga trong vấn đề Ukraine. Ngay trước khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga đã đồng ý hoãn thanh toán các khoản nợ cho Cuba đến năm 2027. Cũng trong khoảng thời gian đó, Moscow đã thông báo viện trợ khẩn cấp cho Cuba 25.000 tấn lúa mì để giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực trên quốc đảo Caribe. Trong khi đó, ở Mỹ, một nhóm thiểu số gồm 19 đảng viên Đảng Cộng Hòa mới đây đã gửi một bức thư cho chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm kêu gọi ngừng viện trợ vũ khí không giới hạn cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột Đông Âu vẫn tiếp diễn. Nhóm các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa trong bức thư hôm 20 tháng 4 nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về nỗ lực viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang ngày càng gia tăng và thiếu sự rõ ràng cần thiết về chiến lược. Việc Mỹ hỗ trợ Ukraine không giới hạn cần phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ kiên quyết phản đối tất cả các gói viện trợ cho Ukraine trong tương lai, trừ khi chúng được thiết kế để phục vụ một chiến lược ngoại giao nhằm đưa cuộc chiến đến hồi kết nhanh chóng. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố đợt hỗ trợ quân sự bổ sung mới cho Ukraine, trị giá 325 triệu đô la Mỹ. Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ đã cam kết viện trợ Ukraine hơn 35 tỷ đô la Mỹ về mặt quân sự. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa kêu gọi Tổng thống Mỹ nên ưu tiên các nỗ lực ngoại giao hơn nữa, thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Có nhiều cách để Mỹ hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng việc cung cấp vũ khí không giới hạn cho một cuộc chiến không có hồi kết không nên là một trong số đó. Lợi ích của Mỹ và cả của người dân Ukraine cần được đảm bảo bằng cách tìm ra giải pháp ngoại giao trong cuộc xung đột. Bức thư kết luận. Reuters vào cùng ngày dẫn một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ công bố bắt đầu chiến dịch tái tranh cử trong tuần sau. Theo nguồn tin, tuyên bố tái tranh cử sẽ được ông Biden đưa ra vào ngày 25 tháng 4, thời điểm đánh dấu 4 năm ông khởi động chiến dịch tranh cử cách đây 4 năm. Ông Biden, hiện 80 tuổi, là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.
Nếu tái tranh cử, ông sẽ đối mặt với các đối thủ tiềm năng của Đảng Dân Chủ là bà Marianne Williamson, một tác giả, giảng viên và là nhà hoạt động, hai luật sư môi trường Robert Kennedy Jr., cháu trai của cố Tổng thống Kennedy. Hiện Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên, trong khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ từ chối nói về vấn đề này. Tổng thống Biden đã công khai ý định tái tranh cử từ lâu. Tuy nhiên, việc ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức đã làm dấy lên những nghi ngờ liệu một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới có nên tìm kiếm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với ông Biden hiện đã giảm xuống 39%, gần chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ là 36%, theo cuộc khảo sát do Reuters Ipsos thực hiện tháng 5 năm 2022. Ở châu Á, hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA mới đây đã dẫn lời của Bộ trưởng Ngoại giao nước này, bà Choi Soon-hui, cáo buộc tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước G7 gần đây là can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Bà Choi Soon-hui trong tuyên bố ngày 20 tháng 4 nêu rõ, các quốc gia G7 đang cố gắng vi phạm chủ quyền và các lợi ích cơ bản của Triều Tiên. Họ không có thẩm quyền hay tư cách chất vấn cách Triều Tiên thực thi chủ quyền và vị thế quốc gia của mình. Động thái được nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên đưa ra sau khi các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung hôm 18 tháng 4, trong đó lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 13 tháng 4 của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Choi Soon-hui nhấn mạnh, vị thế hạt nhân của Triều Tiên là một thực tế không thể chối cãi hay đảo ngược, dù Mỹ và các nước phương Tây phủ nhận. Theo nữ quan chức, việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm mục đích đề phòng các mối đe dọa của Mỹ. Bà đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ chính sách thù địch đang kìm hãm sự phát triển và nền độc lập của Triều Tiên. KCNA tuần trước xác nhận, Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hoa Song 18. Bình Nhưỡng mô tả, đây là một bước chiến lược đột phá, cải thiện khả năng sẵn sàng của Triều Tiên trong việc thực hiện cuộc phản công hạt nhân nhanh chóng. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ thử nghiệm tên lửa mới. Ông đã theo dõi vụ phóng cùng vợ, em gái và con gái. Trước đó, giới chức Hàn Quốc cho biết vụ thử vũ khí của Triều Tiên được thực hiện lúc 7 giờ 23 phút ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương. Bình Nhưỡng đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới, di chuyển khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Vụ việc khiến Nhật Bản lo ngại, cảnh báo người dân ở đảo Hokkaido, phía bắc đất nước nên tìm nơi trú ẩn. Căng thẳng đã liên tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian qua sau các vụ thử vũ khí của Triều Tiên và những cuộc tập trận liên tục giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của các khí tài chiến lược như máy bay ném bom B-52, B-1B và tàu sân bay USS Nimitz. Thưa quý vị, Reuters dẫn thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đang tăng cường đàm phán với Đức về thương vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung Europa. Europa là hệ thống được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài bầu khí quyển trái đất. Đây được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến và hiệu quả hàng đầu thế giới do Israel và Mỹ hợp tác phát triển sản xuất vào năm 2008 và đưa vào biên chế trong quân đội vào năm 2019. Tháng 4 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này và Mỹ chấp thuận thương vụ bán hệ thống phòng thủ Europa cho Đức. Hiện các cuộc đàm phán về chi tiết hợp đồng vẫn đang được Israel và Đức đẩy mạnh, với mục tiêu hoàn tất xuất khẩu hệ thống này trong tương lai gần. Israel Aerospace Industry, nhà chế tạo hàng không và hàng không vũ trụ hàng đầu của Israel, là nhà thầu chính, phụ trách dự án hệ thống phòng không Europa. Trong khi Boeing, hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới của Mỹ, tham gia vào quá trình sản xuất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 20 tháng 4 đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan ngừng bắn trong 3 ngày nhân ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, nhằm cho phép những dân thường bị mắc kẹt trong các khu vực xung đột sơ tán đến nơi an toàn và được tiếp cận với dịch vụ y tế, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu khác. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp trực tuyến với các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập và Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ khu vực châu Phi cùng các tổ chức quốc tế khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nói, chúng ta đang ở một thời điểm rất quan trọng trong lịch Hồi giáo. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để thực hiện lệnh ngừng bắn, một động thái cực kỳ quan trọng trong thời điểm hiện tại.
người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết thêm, chúng tôi đã liên lạc với các bên, chúng tôi tin rằng một lệnh ngừng bắn là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, tất cả phải đoàn kết để điều này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh đã nổ ra vào cuối tuần trước. Cho đến nay, bạo lực đã giết chết hơn 330 người và làm gần 2.000 người bị thương, đẩy một quốc gia phụ thuộc vào viện trợ lương thực từ bên ngoài vào thảm họa nhân đạo. Cũng ở châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã khai trương trung tâm vaccine công nghệ mRNA đầu tiên của lục địa này. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ca ngợi đây là một bước chuyển mình mang tính lịch sử, giúp các nước nghèo đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vaccine và các sản phẩm y tế phòng bệnh. Phát biểu trong lễ khai trương trung tâm vaccine được đặt tại thủ đô lập pháp Cape Town của Nam Phi, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus, khẳng định cơ sở này sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt là công bằng vaccine, để tình trạng bất bình đẳng vaccine như trong đại dịch COVID-19 không còn tái diễn. Trung tâm do công ty dược phẩm sinh học BioVac của Nam Phi, công ty công nghệ sinh học Afrigen của Hội đồng Nghiên cứu Dược phẩm Nam Phi phối hợp vận hành, cơ sở đã thành công tạo ra vaccine chống COVID-19 tên Afrivac 2121, dựa trên trình tự vaccine mRNA của Moderna và hiện đang nhân rộng sản xuất loại vaccine này ở lục địa. Trung tâm cũng được cấp phép sản xuất vaccine của Moderna phục vụ thương mại. Trong chuyến thăm Nam Phi kéo dài 5 ngày, người đứng đầu WHO và các quan chức y tế cao cấp của thế giới sẽ tham gia vào cuộc thảo luận về tính bền vững của chương trình công nghệ mRNA và tính ứng dụng của nó trong công cuộc chống lại các bệnh khác như HIV, sốt rét hay lao, những căn bệnh đang tác động sâu sắc đến các nước nghèo. Theo WHO, hiện 69,7% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên, ở các quốc gia có thu nhập thấp, con số này đang dưới 30%. Reuters đưa tin, Twitter mới đây đã xóa tích xanh của hàng loạt người dùng không trả phí duy trì, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng. Động thái diễn ra trong thông báo được giám đốc Twitter Elon Musk đưa ra trước đó. Theo Reuters, tài khoản của Đức Giáo Hoàng, tỷ phú Bill Gates, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Kim Kardashian, Lady Gaga và các nhân vật công chúng khác đã mất dấu tích xanh vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, tài khoản của Barack Obama đang sở hữu số người theo dõi nhiều thứ hai sau Musk là 132,8 triệu người, hay Taylor Swift, Ellen DeGeneres và Britney Spears vẫn được giữ dấu tích xanh. Hiện chưa rõ những nhân vật này có trả phí để duy trì tích xanh theo chính sách mới của Twitter hay không. Twitter đã bắt đầu triển khai tích xanh từ khoảng 14 năm trước để bảo vệ các chính trị gia, nhà báo nổi tiếng và các nhân vật công chúng khỏi những kẻ giả mạo, cũng như nhằm hạn chế thông tin sai lệch. Tuy nhiên, cuối tháng trước, Twitter đã thông báo áp dụng chương trình tích xanh trả phí trên toàn cầu, với phí duy trì từ 8 đến 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng tùy người dùng. Không chỉ những người nổi tiếng, nhiều cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tài khoản dịch vụ công cộng đều sẽ bị mất dấu tích xanh nếu không trả phí. Chính sách mới của Twitter khiến nhiều người lo ngại rằng nền tảng này sẽ đánh mất vị thế là một nền tảng để cập nhật thông tin chính xác trong trường hợp khẩn cấp. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, 20 tháng 4, người dân tại nhiều nơi ở Indonesia và Australia cùng một số vùng của New Zealand, Philippines, Đông Timor và Việt Nam đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhật thực. Trong quá trình diễn ra nhật thực lai, tùy thuộc vào vị trí người xem, mặt trăng sẽ che khuất mặt trời hoàn toàn hoặc một phần. Tỉnh Papua của Indonesia là một trong những nơi có thể quan sát nhật thực toàn phần. Những người đam mê thiên văn học đã đổ về thành phố Jayapura, thủ phủ tỉnh, để chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt vì nó không diễn ra hàng ngày. Do đó, chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng nó. Theo Earth Sky, nhật thực lai là một hiện tượng rất hiếm gặp khi chỉ xảy ra 7 lần trong thế kỷ 21, chiếm 3,1% trong tổng số 224 lần nhật thực. Lần cuối nhật thực lai diễn ra là vào năm 2013 và lần tiếp theo được dự báo là vào năm 2031. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.